Vâng, em xin chào các anh chị ạ. Em đang sẵn mấy cái chậu cây Dubia mà em cũng chưa có ghép sang trụ anh chị. Thì cái cây này thích hợp cho anh chị về mình có thể mình trồng phủ xanh sân vườn để cho nó bám tường này, bám các cái mảng tường cây này. Nhưng mà anh chị ví dụ như anh chị deco quán cà phê thì anh chị sử dụng những cái cây này để mình trồng những cái bức vách này. Đó, size lá cũng khá lớn rồi anh chị này. Em đang có sẵn mấy chậu mà em cũng đang không có thời gian em trồng sang cái chậu trụ khác này. Em muốn thanh lý luôn mấy cái lô cây này. Dubia nha anh chị, Montera Dubia nhé. Thì thường thường là một cây nó sẽ có khoảng một một ngọn này. Đây nó đang đây đang là một ngọn này. Có một số chậu thì nó đang có 2-3 ngọn anh chị ạ. Đó, một số chậu thì ngọn dài nhé. Đây, một số chậu thì ngọn nó dài như vậy này. Cây lớn rồi. Nói chung cây này khá lớn rồi, em cũng chưa cái này anh chị về trồng thì anh chị chỉ việc nghiêng nó vào trong cái sát cái bức tường nhé. Cái ngọn nó sẽ tự bắn rễ ra nó bám vào tường. Đó, một chậu như vậy này. Em lười ghép, em thanh lý luôn cái lô này có 5 cây. Có 5 cây này em thanh lý 500 ngàn cho 5 cây này nha anh chị nhé. Đó. Như cái chậu này thì nó có mấy thân này, mấy ngọn này. Đó. Nói chung là cái cây mà em trồng em thanh lý ra thì cái lá nó sẽ không được đẹp đâu. Đó, lá nó không được đẹp đâu anh chị nhé. Đó. Một vài cái lá ngọn thì nó vẫn hoàn hảo bình thường. Đây một cây nữa này. Đó. Lá thì cũng khá lớn rồi, cái này cũng có một ngọn thôi. Cái này thì nó ngọn dài đấy anh chị này. Cái ngọn này nó dài, mình vuốt thẳng lên thì đâu đó nó dài khoảng tầm 70-80 gì đó. Và nó có mấy ngọn như vậy này. Cái dòng này là dòng cây thuộc họ cây Montera nha anh chị. Lá lớn thì bắt đầu nó sẽ xẻ và nó sẽ có lỗ nha anh chị nhé. Cũng khá lớn đấy, size lá cũng khá lớn đấy. Một số cây em trồng cũng đạt size khoảng gần 1 mét rồi. Gần 1 mét, bám lên thì cái phần thân nó lớn lắm anh chị nhé. Đẹp. Nói chung là nếu mà so với Montera, cây mon xanh ấy, thì nói chung là nó cũng đẹp ngang nhau thôi. Nhưng mà được cái cây này thì nó lạ hơn. Cây mon xanh thì anh chị đi đâu cũng có thể gặp được, nhưng cây này thì chưa chắc đâu ạ. Đó, cây Montera Dubia nha anh chị. 5 cây này 500 ngàn, em bao ship nha anh chị. Anh chị có nhu cầu cái dòng này thì inbox cho em nhé. Đặc biệt là một số anh chị đang muốn phủ xanh những cái mảng tường của mình thì đây là một trong những cái sự lựa chọn cũng khá là tốt đấy ạ. Rồi anh chị là muốn biết thêm chi tiết thì có thể inbox cho em nhé. Em sẽ gửi những hình ảnh có chi tiết cho anh chị. Dạ. Cái lô 5 chậu này là 500.000 bao ship nha anh chị. Rồi em xin cảm ơn anh chị ạ.